Kính chào quý vị đang đến với podcast Thanh Niên, chương trình nghe nhanh 6 giờ. Hôm nay thứ tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023. Không biết là buổi sáng của quý vị như thế nào ạ? Thời điểm này thì có lẽ sẽ rất là lý tưởng để mà quý vị nhâm nhi một tách cà phê cùng Cẩm Tú và Lê Nam bắt đầu ngày mới với nghe nhanh 6 giờ quý vị nhé. Lê Nam và Cẩm Tú mến chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Rất mong quý vị sẽ đồng hành với chương trình trong những phút tới đây. Thưa quý vị, hôm nay là ngày sở hữu trí tuệ thế giới. Ngược dòng lịch sử, vào tháng 10 năm 1999, Hội đồng WIPO, một trong những cơ quan có chuyên môn của Liên Hiệp Quốc, tuyên bố lấy ngày 26 tháng 4 hàng năm làm ngày sở hữu trí tuệ thế giới, với ý nghĩa nâng cao nhận thức về sự ảnh hưởng của mảng sáng chế, thương hiệu, quyền tác giả đến cuộc sống thường ngày, cũng như đây là dịp để biểu dương khen ngợi các cá nhân có đóng góp to lớn vào sự phát triển của đất nước trên toàn cầu. Hiện nay, trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19, thông điệp của Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đó là khẳng định vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khuyến khích đổi mới sự sáng tạo, phục hồi kinh tế, tạo ra cơ hội việc làm trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu bởi đại dịch COVID-19. Với quyền sở hữu trí tuệ, một ý tưởng lóe lên trong đầu bạn vẫn có cơ hội thành một ý tưởng kinh doanh, góp phần tạo ra những giá trị tích cực, phát triển cộng đồng nơi chúng ta sinh sống. Trở lại với chương trình, sau đây là các nội dung chính sẽ có trong nghe nhanh sáng nay. Vụ 4 tiếp viên hàng không xách tay ma túy, khởi tố 55 bị can. Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình. DJ Thái Hoàng bị bắt vì tàng trữ ma túy tại Hải Dương. Tình trạng phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền điều hưu, vắng khách sẽ được chuyển đến quý vị trong mục góc nhìn sáng nay. Tiếp nối là một lướt mạng với nhận định từ cơ quan chức năng về thông tin nghe cuộc gọi từ đầu số lạ sẽ bị mất tiền. Chuyển động toàn cầu nổi bật với thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử. Cùng những tin tức giải trí, dự báo thời tiết đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị cùng đến với điểm tin trong nước. Thưa quý vị, liên quan vụ việc 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, sau khi mở rộng điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 55 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo nguồn tin, lực lượng chức năng thu giữ hơn 50kg ma túy. Trước đó, vào ngày 16 tháng 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60kg gồm 4 vali của 4 tiếp viên hàng không có nghi vấn nên kiểm tra. Kiểm tra 327 tuýp kem đánh răng trong 4 vali, lực lượng chức năng phát hiện có 157 tuýp chứa tổng cộng hơn 11.284g ma túy các loại. Chi cục Hải quan liền chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền. Ngày 21 tháng 3, cơ quan chức năng bước đầu xác định khi 4 tiếp viên hàng không đang lưu trú tại Pháp thì có một người Việt Nam nhờ chuyển 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà. Các tiếp viên không biết bên trong các tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuýp bị đối tượng trà trộn cất giấu ma túy. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự các tiếp viên. Sau đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không, đồng thời khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan. Hôm qua, ngày 25 tháng 4, nguồn tin riêng của phóng viên báo Thanh Niên cho biết, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được đơn xin rút kháng cáo giảm nhẹ hình phạt tử hình của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 28 tuổi, trong vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi. Trong đơn viết tay, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang viết ngắn gọn, chưa đầy một trang giấy. Nhận thấy đến giai đoạn xét xử phúc thẩm, tôi thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân, nên tôi tự nguyện viết đơn này, xin rút kháng cáo. Đơn đã có xác nhận của trại tạm giam. Trước đó, sau khi bị tuyên phạt án tử hình, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt với lý do tôi nhận thấy mức án trên là quá nặng so với hành vi phạm tội của tôi. Theo dự kiến, ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của luật sư bảo vệ cho bị hại đề nghị xác định Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người. Bởi theo luật sư, mức hình phạt 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là quá nhẹ. Dù bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút kháng cáo, nhưng tòa phúc thẩm vẫn triệu tập bị cáo đến tòa. Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt quả tang Trần Thái Hoàng, 32 tuổi, hộ khẩu thường trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng,
khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trần Thái Hoàng, được biết đến là DJ Thái Hoàng, là DJ nổi tiếng được quán Ruby Club 18 tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương thuê đến biểu diễn. Trước đó, tối 22 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng các đơn vị kiểm tra quán Ruby Club 18. Tại thời điểm kiểm tra, quán đang hoạt động. Trong quán có 94 người, nhạc bật công suất lớn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Thái Hoàng tàng trữ trái phép hơn 1,5 gram ma túy loại ketamin. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ tổng cộng 5,3 gram ma túy MDMA tại các vị trí sàn nhà, bậc cầu thang trong quán. Thu giữ hai bình khí nén là khí cười, dinitơ monoxid và các vỏ bóng bay để bán cho khách có nhu cầu sử dụng. Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng xác định có 11 người dương tính với các chất ma túy. Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với DJ Trần Thái Hoàng. Chuyển sang một thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, trang Facebook chính thức của SEA Games 32 vừa bất ngờ đưa ra văn bản thông báo cấm chụp ảnh và quay phim ở các hoạt động diễn tập cho lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32. Thông báo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng Thư ký của Ban tổ chức SEA Games 32 khẳng định buổi lễ khai mạc và bế mạc sẽ được tổ chức với quy mô đạt chuẩn Olympic. Ban tổ chức SEA Games 32 đưa ra bản thông báo với nội dung: điều này nhằm đảm bảo công tác an ninh, an toàn trật tự về hình ảnh bản quyền của lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc. Chúng tôi bày tỏ tin tưởng vào sự hợp tác của tất cả mọi người. Theo ban tổ chức SEA Games 32, mỗi đoàn thể thao được cử 55 thành viên tham dự lễ khai mạc vào ngày 5 tháng 5. Đoàn thể thao Việt Nam hiện vẫn chưa lên danh sách nhân sự cụ thể tham dự, nhưng lãnh đạo đoàn đã quyết định cử Kình Ngư, Nguyễn Huy Hoàng là vận động viên cầm cờ Việt Nam ở sự kiện quan trọng này. Buổi lễ khai mạc và bế mạc sẽ diễn ra trên sân vận động Moradok Techo với sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi. Nước chủ nhà cũng dành riêng 3.000 vé cho những công dân Campuchia đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Thưa quý vị, đường Nguyễn Thượng Hiền được tổ chức làm phố ẩm thực từ tháng 12 năm 2022 với kỳ vọng sẽ là điểm đến ẩm thực đường phố ban đêm hấp dẫn du khách khi ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 4 tháng tổ chức, thực tế trái ngược với kỳ vọng, nhiều hàng quán trên đường này thường xuyên trong tình trạng vắng khách, hoạt động cầm chừng. Đây sẽ là nội dung trong mục Góc nhìn sáng nay. Vào tối ngày 23 tháng 4, dù là chủ nhật, các quán vẫn sáng đèn, bàn ghế được chọn sẵn, nhưng khách lại vắng bóng. Nhiều chủ quán rảnh rỗi ngồi chơi điện thoại chờ khách. Chị Ngọc Trinh, chủ một quán cơm tấm cho biết về tình hình buôn bán tại quán của mình. Cũng gai gai. Có người mới thì người ta bán không được, còn người cũ người ta bán quen rồi người ta bán được. Người ta có mối rồi, khách đồ của người ta có ổn định rồi. Người ta ăn, người ta biết bán khách quen, nói tóm tắt là bán khách quen. Trước khi phố ẩm thực được thành lập, do tình hình kinh doanh ế ẩm nên anh Gia Huy từng có ý định đóng quán trà sữa. Sau đó anh cũng cố gắng vay mượn để cầm cự vì tin khách sẽ nhiều hơn khi phố ẩm thực đi vào hoạt động. Tuy nhiên, 4 tháng trôi qua, tình hình không khả quan hơn. Tình hình buôn bán cũng không có khả quan hơn, nhưng mà em cũng ráng để coi phố ẩm thực sẽ như thế nào, tại vì lỡ theo rồi. Mặc dù mình cũng có kê bàn ở dạch mà chính quyền cho người dân hai bên ngồi, nhưng mà do lượng xe chạy nhiều với nhanh quá nên khách người ta cũng không dám nghe. Nhiều quán cũng rơi vào tình trạng tương tự. Dù ở tuyến phố này có vạch kẻ đường để phân làn phục vụ cho khách ngồi lại, được kỳ vọng sẽ thu hút khách du lịch, nhưng thỉnh thoảng mới có khách nước ngoài đi qua và hiếm khi ngồi ăn uống tại chỗ. Anh Thanh Tùng, chủ một quán ăn, chia sẻ. Tại vì nghe nói có phố ẩm thực để mình dễ kinh doanh nó dễ hơn, nhưng mà sao mà lúc mà mất từ khi nó mở như vậy đó thì đó đúng là thấy là chỗ có chỗ không thì nó không có được gọi là như mình mong muốn lúc đầu ấy. Nói chung là cái phố này nó làm nó chưa có gọi là kinh doanh, những hộ kinh doanh nhiều á, nên mình ít quá nên người ta đi, số lượng người ta đi á cũng ít. Nếu mà nó đầy đủ hết trơn á, thì mình có thể mới là du khách nó đi đều thì mình có thể bán được. Chị Kim Thủy, chủ quán cà phê cũng cho biết. Trước khi mở ra thì có nghe phố ẩm thực thì cái khu phố tụi em rất là có niềm tin là phố ẩm thực mở ra nó sẽ sáng sủa hơn. Nhưng mà do nghĩ là bây giờ nó hơi vắng là cũng do từ một là tình hình kinh tế hiện tại nó cũng chậm, rồi cộng thêm là cái phố ẩm thực mới vận hành đâm ra có nhiều cái bất cập với lại nhiều cái chưa khả quan lắm. Nhưng mà cái cũng hy vọng là có phố ẩm thực thì nó khả quan hơn.
Hiện tại có khoảng 92 hộ kinh doanh đồ ăn, thức uống trên tuyến đường này. Tuy nhiên, theo các hộ kinh doanh, đa phần khách hàng mua mang về hoặc đặt qua app giao đồ ăn. Cũng nhờ vậy mà nhiều chủ quán mới cầm cự được. Tuy nhiên, lợi nhuận không cao vì bị trừ nhiều khoản phí. Dù còn nhiều bất cập, nhưng những chủ quán ở đây vẫn hy vọng thời gian tới, nhiều người sẽ biết đến khu phố này hơn. Bên cạnh đó, những bất cập còn tồn tại cũng sẽ được chính quyền giải quyết để khu phố có thể vừa thu hút vừa giữ chân khách du lịch. Thật sự cũng mong là trong thời gian tới, khu phố này sẽ sôi động lên, bởi thành phố của chúng ta đang đẩy mạnh du lịch về đêm. Nếu tình trạng vắng khách kéo dài thì cũng buồn lắm Tú nhỉ. Dạ vâng, đúng vậy đó anh Nam. Và chúng ta hãy cùng chờ tin vui cho khu phố ẩm thực này quý vị nhé. Chuyên mục Lướt Mạng sẽ chuyển đến quý vị thông tin về việc thời gian gần đây, một số tài khoản mạng xã hội đăng cảnh báo rằng bắt máy nghe cuộc gọi từ đầu số lạ sẽ bị mất tiền. Theo chia sẻ trên Facebook của một người đàn ông ở Hà Nội, ngày 21 tháng 4, một cuộc điện thoại từ đầu số 059 gọi vào số máy của anh. Nghĩ là số của bạn bè, người thân nên anh đã bấm nghe. Chỉ sau 5 giây nhấc máy, điện thoại của anh báo trừ 1,2 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Kiểm tra thông tin từ phía ngân hàng thì tổng đài thông báo bị trừ tiền do chạy quảng cáo, trong khi anh khẳng định mình không hề chạy quảng cáo hay liên kết gì liên quan đến ngân hàng. Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, gọi tắt là NCSC, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, những thông tin đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người lầm tưởng việc bắt máy từ đầu số lạ sẽ bị trừ tiền và mất dữ liệu cá nhân. Điều này hoàn toàn sai sự thật. Một chuyên gia của NCSC chia sẻ, đây chỉ là những số điện thoại thông thường, việc nhận cuộc gọi sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Trong trường hợp nếu chúng ta gọi lại hoặc thao tác theo hướng dẫn như bấm phím số 1, 2, v.v., có thể sẽ bị trừ cước viễn thông. Dù vậy, các đối tượng không thể xâm nhập được điện thoại của người dùng khi chỉ thực hiện thao tác như vừa nêu. Việc mất dữ liệu cá nhân, danh bạ, thẻ ngân hàng có thể xảy ra trên không gian mạng trong trường hợp kẻ gian gửi kèm một liên kết lừa đảo, dẫn dụ người dùng nhấp vào, có thể bị dính phần mềm độc hại hoặc bị chuyển hướng đến các trang web lừa đảo đánh cắp thông tin. Đại diện của NCSC cho hay, vấn nạn tin giả xuất hiện trên mạng xã hội gây hoang mang, lo sợ cho người dân đã và đang được cơ quan chức năng áp dụng phương pháp xử lý triệt để. Người dân cũng cần trang bị kiến thức về an toàn thông tin để tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Các chuyên gia của NCSC khuyến cáo, tốt nhất không nên bắt máy những cuộc gọi số lạ vì tốn thời gian và rất dễ bị dẫn dụ bởi những đòn tâm lý của kẻ lừa đảo. Thế thì không biết bây giờ Cẩm Tú có chịu nghe máy của số lạ gọi đến nữa không nhỉ? Cũng tùy đó anh Nam, lỡ như mà có trường hợp người quen của mình gặp vấn đề gì trục trặc gọi cho mình bằng một số lạ thì sao đúng không anh? Quan trọng là chúng ta cần phải tỉnh táo, xử lý đúng cách như chuyên gia hướng dẫn là có thể an tâm quý vị nhé. Hoàn toàn đồng ý với Tú. Chuyển sang mục điểm tin giải trí. Trong văn bản gửi đại diện pháp lý của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp quyết định nhập vụ án dân sự tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bị đơn là bà Đặng Thùy Trang với vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là Nguyễn Thúc Thùy Tiên để giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật. Đại diện pháp lý của Nguyễn Thúc Thùy Tiên nói lịch xét xử dự kiến là ngày 8 tháng 5, tuy nhiên có thể dời lại để giải quyết việc nhập hai vụ án này. Trước đó, Hoa hậu Thùy Tiên nói việc kiện tụng là điều không mong muốn và cũng là bước đi rủi ro cho sự nghiệp của cô. Cô cho biết dù có nguy cơ bị xử thua vì giấy trắng mực đen khiến cô gặp bất lợi và dù biết bản thân chỉ có 50-50 nhưng cô luôn dành sự tin tưởng vào pháp luật. Tòa án sẽ tìm ra gốc rễ của sự việc. Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, bà Đặng Thùy Trang nói không nhận được thông tin nhập hai vụ án dân sự. Bà Trang cho rằng việc Hoa hậu Thùy Tiên kiện mình là vô lý, đồng thời tin rằng bản thân sẽ thắng trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Chuyển sang mục chuyển động toàn cầu với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức thông báo chiến dịch tranh cử chức Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Trong đoạn video được đội ngũ quản lý chiến dịch mới của ông công bố, ông Biden kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ông để hoàn thành công việc. Ông Biden là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ và nếu đắc cử nhiệm kỳ 2, ông sẽ 87 tuổi vào lúc mãn nhiệm. Nhà lãnh đạo được cho là đang sáng cửa giành được vị trí ứng cử viên của Đảng Dân Chủ khi chưa có đối thủ cứng cựa nào xuất hiện. Tuy nhiên, ông có khả năng sẽ phải đối diện với các thách thức lớn để tiếp tục ở lại Nhà Trắng
sau năm 2024. Cuộc bầu cử sắp tới có khả năng sẽ là màn tái đấu của năm 2020 khi ông Biden gặp lại ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Vị cựu Tổng thống đã tham gia cuộc đua và đang dẫn đầu trong các cuộc khảo sát thăm dò. Đợt nắng nóng kỷ lục vẫn tiếp tục hoành hành nhiều khu vực ở châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á và Nam Á. Chuyên gia thời tiết người Argentina, ông Massimiliano Herrera, mô tả điều kiện khí hậu hiện tại là đợt nắng nóng tháng 4 tồi tệ nhất trong lịch sử châu Á. Theo tờ The Straits Times, cuối tuần qua, các nhà khí tượng học đã đo được nhiệt độ cao kỷ lục 45 độ ở Thái Lan và Myanmar, trong khi nhiều khu vực khác ở Đông Nam Á ghi nhận nhiệt độ trung bình từ 40 độ trở lên. Trên tờ USA Today, nhà khí tượng học Jason Nichols của công ty AccuWeather cho biết, đợt nắng nóng này là hậu quả của hiện tượng biến đổi khí hậu. Các hoạt động do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng trong khu vực kéo dài hơn và với cường độ cao hơn. Giáo sư David Caroli của Trường Khoa học Địa lý, Trái đất và Khí quyển của Đại học Melbourne, Đức Úc cũng nói rằng bản chất khắc nghiệt của những đợt nắng nóng này đang trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Theo Diplomat, hiện tượng El Nino là một trong những yếu tố khiến thời tiết ngày một nóng hơn. Tiếp theo sau đây là dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tại thủ đô Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa và dông vài nơi, trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 24 đến 27 độ, phía Nam 27 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thưa quý vị, đến lúc này thì thời lượng của bản tin Nghe Nhanh 6 giờ của podcast Thanh Niên cũng đã hết. Thay mặt ekip Cẩm Tú và Lê Nam, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình trong những phút vừa qua. Quý vị cũng đừng quên khung giờ quen thuộc là 6 giờ sáng mỗi ngày trên mục podcast tại địa chỉ thanhniên.vn cùng kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Báo Thanh Niên. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công.